Nhà siêu to, giá tốt, có sẵn khu nhập trung tâm quận Tân Phú này quý cô chú anh chị ơi. Hiện tại á, em đang đứng trước một căn nhà sát mặt tiền đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nha anh chị. Căn nhà này có diện tích rất là tốt luôn, ngang 8m, dài 12m. Kết cấu hiện tại á, là một trệt hai lầu đúc bê tông kiên cố nha anh chị. Có sẵn hiện tại đang có sẵn 11 phòng trọ cho thuê, có WC riêng từng phòng đàng hoàng. Đây nè anh chị, đây là căn nhà trước mặt mình nè. Đó, nhà này thì gần ngay chỗ đường kênh Tân Hóa ra Âu Cơ, gần trường Đại học Văn Hiến nè, bệnh viện quận Tân Phú anh chị. Nó rất là thuận tiện, gần các cụm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú nha. Gần như là trung tâm của quận Tân Phú. Hiện tại á, là chủ nhà đang cho thuê dòng tiền trên 20 triệu một tháng anh chị. Đó, anh chị nào về mua về kinh doanh cho thuê tiếp cũng được. Hoặc là anh chị mua về mình ở một phòng giống như chủ nhà hiện tại đang ở một căn ở dưới trệt, còn ở trên mình cho thuê. Đây, đây là khu vực để xe anh chị. Nhà này thì có diện tích là ngang 7m rưỡi, nở hậu là 8m 3 nha anh chị, dài là 13m 5, rất rộng rãi thông thoáng nha. Đó, đây đây là cái phòng mà chủ nhà họ ở nè anh chị. Đó, còn bên kia thì họ cho thuê phòng trọ ha. Giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn với mức giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 799 triệu thôi. Đó, hold on, có giá là 7 tỷ 999 triệu thôi. Đó anh chị, một cái giá cực kỳ tốt tại trung tâm của quận Tân Phú nha anh chị. Này, bây giờ thì em sẽ chạy từ nhà mình, chạy ra ngay cái đoạn đường đường kênh Tân Hóa này, ra đường Âu Cơ ha, gần trường trường Đại học Văn Hiến anh chị. Gần trường Đại học Văn Hiến, bệnh viện quận Tân Phú ha. Này, đây, anh chị quẹo trái là sẽ ra. Còn nếu như mà anh chị quẹo phải là mình ra cái chợ Huỳnh Văn Chính, là rất là gần chợ luôn, ngay chung cư Huỳnh Văn Chính anh chị. Nên chị chạy lên tí xíu là bên bên trái mình sẽ có trường tiểu học này, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú nha. Còn bên bên phải mình là trường đại học. Đây, đây là cái cổng sau của trường tiểu học nè anh chị. Đường xá rộng rãi thông thoáng gần chợ. Hiện tại nếu như mà anh chị đi xe 4 chỗ á, thì có thể vô được nhà nha anh chị. Đó, xe 4 chỗ thể vô được nhà. Đây là đường kênh Tân Hóa nha anh chị, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Đó, đây đây là cổng trường nè. Bên còn đối diện vào đây là trường Đại học Văn Hiến nè. Anh chị quẹo phải là sẽ ra Âu Cơ, là ngay bệnh viện quận Tân Phú luôn. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha anh chị, 0949 900 589. Xin cảm ơn và hẹn lại anh chị vào video sau.